Phi Nhung cùng con trai đến dự sự kiện show ồn ào, gặp sự cố não cá vàng cười ra nước mắt. Nói đến một trong những nữ nhân não cá vàng nhất Vbiz, chắc chắn phải kể đến Phi Nhung. Nếu như lần trước, nữ ca sĩ từng check in năm sự kiện, thì lần này, giọng ca ai khổ vì ai lại khiến nhiều người cười ra nước mắt vì lên nhầm xe của đồng nghiệp, cụ thể là bà xã Trấn Thành, Harry Won. Được biết, sau khi dự lễ ra mắt phim Bố Già của Trấn Thành, Phi Nhung cùng Hồ Văn Cường ra về nhưng lại lên nhầm xe. Đó không lâu, Phi Nhung cũng gặp sự cố cười ra nước mắt vì đi check-in nhầm sự kiện. Năm ngoái mình hát rồi, ủa sao năm nay lại làm giống như fashion show vậy? Mà mới vừa đi vô người ta bắt rồi MC là phỏng vấn mình nữa chứ, hỏi mình chị có hát được không, chị mặc cái áo này chị nghĩ như thế nào? Mình nói mình thấy ok. Thế lạ quá, sao hỏi mà có hát không? Mình kêu mình hát rất là nhiều nữa chứ. Ai ngờ giờ đi lộn show. Như là em trai nói mình mới biết là mình đã lộn cái show này rồi. Đúng đó. Mà rất là đặc biệt nữa chứ. Tưởng đâu mình là người mẫu luôn. Đây là phải nói một chuyện rất là cười của năm hả. Bài bóc phốt não cá vàng của Phi Nhung khiến cư dân mạng không khỏi bật cười. Thậm chí ca sĩ Đức Tiến còn hùa vào trêu chọc nữ ca sĩ. Trước Tết Nguyên Đán, Phi Nhung đã khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi đăng đàn gặp phải nhiều khó khăn trong việc dạy bảo con trai nuôi Hồ Văn Cường. Sau vụ việc này, có rất nhiều khán giả e ngại mối quan hệ của hai mẹ con sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, hình ảnh Hồ Văn Cường xuống bếp rửa rau và phụ bếp đã khiến Phi Nhung vô cùng vui mừng. Mới đây, hình ảnh hai mẹ con xuất hiện gần gũi vui vẻ bên nhau khiến khán giả yên tâm phần nào. Chàng ca sĩ sinh năm 2003, Hồ Văn Cường, được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi. Cuộc đời của Hồ Văn Cường có nhiều bước ngoặt và thay đổi không ngờ. Được mẹ Phi Nhung dẫn lên thành phố Hồ Chí Minh, chàng trai gốc miền Tây tạm chia tay gia đình, bạn bè và thầy cô. Người từng gây thương nhớ với bài hát Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, được mẹ chú trọng chuyện học văn hóa hơn cả. Phi Nhung chỉ cho con đi hát vào dịp cuối tuần hoặc lễ Tết để việc học ở trường không bị ảnh hưởng. Ngoài ca hát, học tập, cô còn dẫn Cường đi làm từ thiện khắp nơi, cho con phụ giúp quán chay. Nhìn những khoảnh khắc thân thiết của hai mẹ con Phi Nhung, Hồ Văn Cường, nhiều người cảm thấy thích thú khi hai người luôn vui vẻ và tình cảm bên nhau. Có lẽ sau cuộc trò chuyện với Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã biết thay đổi và yêu thương mẹ Nhung nhiều hơn. Nhớ theo dõi kênh YouTube Bí Mật Vbiz để xem thêm nhiều video hấp dẫn nhé!